Nếu bạn đột nhiên thèm 6 loại thực phẩm này, cảnh báo cơ thể vừa thiếu chất vừa dễ bị bệnh. Xin chào quý vị! Trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta có thể bắt gặp bản thân đột nhiên thèm ăn một số loại thực phẩm cụ thể. Mặc dù đôi khi đó chỉ là sự thèm ăn ngẫu nhiên, nhưng những cơn thèm ăn này cũng có thể là dấu hiệu mà cơ thể bạn đang cố gắng gửi đi về nhu cầu dinh dưỡng hoặc tình trạng sức khỏe của mình. Khi bạn bắt đầu thèm ăn một số loại thực phẩm nhất định, đó có thể là cảnh báo rằng cơ thể bạn đang thiếu hụt một số chất dinh dưỡng cần thiết hoặc bạn có thể đang ở trong tình trạng dễ bị bệnh. Hiểu được ý nghĩa đằng sau những cơn thèm ăn này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt hơn mà còn giúp phòng tránh các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 6 loại thực phẩm mà việc đột nhiên thèm ăn chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo về việc cơ thể bạn vừa thiếu chất vừa dễ bị bệnh, cũng như giải mã những thông điệp sức khỏe quan trọng mà cơ thể bạn đang cố gắng truyền đạt. Đột nhiên thèm ăn 6 loại thực phẩm này, bạn nên chú ý đến sức khỏe. 1. Thèm ăn đồ ngọt. Điều này là do cơ thể không đủ năng lượng. Ngoài ra, khi cảm thấy tinh thần quá căng thẳng, mệt mỏi do công việc hay học tập gây ra thì nhiều người sẽ tìm đến đồ ăn để giải tỏa. Hormone cortisol, căng thẳng, sẽ khiến cơ thể của bạn thèm ăn nhiều hơn, nhưng khi đã nạp đồ ăn rồi lại vẫn chưa thấy đủ. Lúc này, thay vì tìm đến những món bánh ngọt, bánh nướng chứa nhiều đường thì bạn nên ăn nhẹ bằng bánh mì sandwich với trà hoặc salad trái cây và rau để lượng đường trong máu không bị dao động. 2. Thèm thịt và bánh mì kẹp thịt. Nếu bạn đột nhiên bắt đầu bánh mì kẹp thịt, hãy nghĩ xem chính xác điều gì đang khiến bạn thèm chúng. Nó có lẽ là thịt đỏ. Trước hết, thịt chứa nhiều protein nên có thể cơ thể bạn đang thiếu chất này. Thứ hai, thịt đỏ chứa sắt, kẽm và vitamin B. Bạn có thể bổ sung gan lợn, trứng, huyết lợn, đậu đỏ hoặc sữa. 3. Thèm ăn đá viên. Chuyên gia chỉ ra rằng, nếu bỗng nhiên bạn thích nhai các vật vật cứng, đặc biệt là thích nhai đá viên, cho thấy cơ thể bạn có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, việc nhai đá lạnh có thể làm tăng lưu lượng máu đến não, chống lại sự suy giảm do thiếu sắt, hoặc cũng có thể do các khối u xơ tử cung và các khối u phụ khoa khác. Các loại rau màu đỏ và thịt chứa nhiều sắt, đồng thời sung vitamin C cũng có thể giúp sắt hấp thu tốt hơn như ổi, cà chua, cam quýt. 4. Thèm ăn đồ chiên. Thèm ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, sự thiếu hụt EFA, axit béo thiết yếu, thường là thủ phạm. Thay vì ăn pizza hoặc gà rán, bạn hãy ăn bơ, một thìa dầu dừa hoặc dầu hạt lanh, salad với dầu ô liu và giấm balsamic hoặc chấm bánh mì với dầu ô liu. Các loại hạt chứa axit béo lành mạnh cũng tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên ăn các loại cá béo như cá hồi, cá trích hoặc bổ sung viên dầu cá. Hãy nhớ rằng, bộ não của bạn có chứa 60% là chất béo và cơ thể cũng cần chất béo để khỏe mạnh. 5. Thèm ăn sô-cô-la. Bình thường, chứng đau nửa đầu thường xảy ra trước vài phút hoặc trước 3 ngày, và người bệnh khi ấy rất thèm ăn sô-cô-la. Ngoài ra, nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Mỹ cho biết nếu bạn liên tục thèm ăn sô-cô-la, có thể bạn đã MAC chứng trầm cảm. Ngoài ra, thèm ăn sô-cô-la có nhiều khả năng bạn thiếu dưỡng chất như magie, rôm, vitamin nhóm B. Do đó, bạn nên bổ sung dưỡng chất từ các sản phẩm bổ sung hoặc ăn sô-cô-la đen 70% hoặc cao hơn vì nó rất giàu magie. Ăn hạnh nhân cũng giúp giảm cơn thèm ăn này vì chúng chứa nhiều magie. 6. Thèm uống nước. Thông thường do lượng đường trong máu cao mới dẫn đến chứng thèm uống nước liên tục. Vì thế, khi bỗng nhiên cơ thể có dấu hiệu này, bạn cần nên tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm tra lượng đường trong máu của mình càng nhanh càng tốt. Vì khi mức đường trong máu quá cao, cơ thể sẽ cố gắng cho lượng đường dư thừa thông qua nước tiểu đi ra ngoài. Những việc bạn càng uống nhiều nước, bạn sẽ đi tiểu càng nhiều, và điều này lại càng làm tăng thêm cơn khát. Ngoài ra, bác sĩ nhấn mạnh rằng,
Ăn uống là niềm hạnh phúc của hầu hết mọi người, nhưng quá thèm ăn là một tình trạng bất thường. Nó có thể làm hỏng lá lách và gây hại chức năng của dạ dày. Bác sĩ nhắc nhở, nếu bạn thấy đói, bạn có thể uống một cốc nước và đợi trong 20 phút. Nếu lúc này bạn không còn đói, thì đó có thể chỉ là cảm giác đói giả tạo nhất thời. Khi có cảm giác thèm ăn liên tục, nhiều người sẽ nghĩ tới nguyên nhân do cơ thể đang thiếu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, cảm giác thèm ăn một số thứ lại có thể là cảnh báo về những dấu hiệu của nhiều loại bệnh tật. Việc thèm ăn có liên quan đến não và thần kinh của con người. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng sẽ gửi thông điệp qua não bộ đến cơ quan tiếp nhận thức ăn, tức là miệng, mong muốn chúng ta bổ sung dinh dưỡng mà cơ thể đang thiếu. Ngoài ra, đột nhiên thèm ăn cũng cảnh báo bạn đang mắc một số bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, 8 dấu hiệu sau đây cũng cho thấy cơ thể đang thiếu vitamin nghiêm trọng. Mặc dù có rất nhiều biện pháp để bù đắp sự thiếu hụt vitamin, nhưng trên thực tế hầu hết mọi người đều thiếu một loại vitamin nhất định. Bổ sung vitamin là cần thiết, nhưng uống vô số loại mà không biết tác dụng chính của chúng còn dẫn đến phản tác dụng. Các bác sĩ đã tổng hợp và đã đưa ra một số dấu hiệu giúp mọi người hiểu cơ thể cần loại vitamin nào nhất. Điều quan trọng nhất là mỗi người phải tự theo dõi, quan sát các dấu hiệu và thay đổi của cơ thể. 1. Rụng tóc. Rụng tóc là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu B7, biotin. Giải pháp để tăng cường và bổ sung B7 là hãy ăn nhiều hạnh nhân, đậu nành, khoai tây, nghiền hoặc nướng, và chuối. 2. Chuột rút. Chuột rút thường xuyên là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu canxi, magie và kali. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chơi nhiều môn thể thao, vì khi bạn đổ mồ hôi sẽ mất đi nhiều khoáng chất. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên ăn thêm các loại hạt như hạnh nhân và hạt phỉ, bí ngô, chuối và táo. 3. Phát ban trên mặt. Thiếu vitamin B7, biotin dẫn đến tình trạng phát ban trên mặt. Cơ thể chúng ta dự trữ rất nhiều vitamin tan trong chất béo như vitamin A, E, K, D, nhưng các vitamin nhóm B cần được bổ sung liên tục. Trong trường hợp này, bạn nên bổ sung chất dinh dưỡng bằng những loại thuốc. Ngoài ra, bạn có thể tăng lượng biotin hấp thụ đơn giản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của mình, như ăn nấm, khoai tây, phô mát, trứng luộc, rau bina và súp lơ. 4. Tê tay chân. Tê tay chân là dấu hiệu cho thấy cơ thể không đủ chất vitamin B6, B12 và B9, acid folic. Những vitamin này ảnh hưởng đến việc sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh cần thiết cho việc vận chuyển oxy đến các tế bào. Cách khắc phục là ăn nhiều đậu, cam quýt, hải sản và thịt gia cầm. 5. Nổi mụn thịt ở hông và tay. Mụn thịt xuất hiện do thiếu vitamin A, D và axit béo. Để cải thiện tình trạng này, hãy cố gắng giảm lượng chất béo chuyển hóa. Bạn nên ăn nhiều cá hồi và các loại hạt. Đừng quên bổ sung vitamin A trong các loại rau củ như cà rốt hoặc ớt đỏ. 6. Vàng mắt. Vàng mắt là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B12. Những người có dấu hiệu này cần bổ sung nhiều nguồn vitamin hơn trong chế độ ăn uống của bạn. Có nhiều B12 trong gan bò và gan gà, sữa, cá hồi, cá ngừ và thịt cừu. 7. Gặp các vấn đề răng miệng. Khi mọi người gặp các vấn đề về răng miệng thì khả năng cơ thể đang thiếu vitamin D. Nghiên cứu cho thấy những người thiếu vitamin D thường bị viêm nha chu. Một chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho và vitamin D là giải pháp quan trọng để cải thiện sức khỏe răng miệng. Bạn nên ăn các sản phẩm từ sữa, gạo lứt, cà chua, đậu, cá, cam quýt và nho. 8. Nước khóe miệng. Nước khóe miệng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B3, B2, B12. Khi gặp tình trạng này, hãy thử ăn nhiều thịt gia cầm, cá, cá hồi, trứng, đậu và các loại hạt. Ngoài ra, nên kết hợp những thực phẩm này với rau, vì vitamin C giúp chống lại nhiễm trùng và cải thiện sự trao đổi chất của sắt. Thưa quý vị,
Việc lắng nghe và hiểu những thông điệp này không chỉ giúp chúng ta duy trì một trạng thái sức khỏe tốt hơn mà còn hướng dẫn chúng ta phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời. Bằng cách nuôi dưỡng cơ thể với đầy đủ chất dinh dưỡng, lắng nghe và hiểu biết về những gì cơ thể cần và không cần, chúng ta không chỉ cải thiện được sức khỏe tổng thể mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy coi việc chăm sóc bản thân không chỉ là một nhiệm vụ mà là một hành trình khám phá về sức khỏe và hạnh phúc của chính bạn. Phần tiếp theo của video hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị một loại nước, nếu uống trước khi ăn sáng, tốt ngang ăn nhân sâm, vừa hạ đường huyết nhạy như insulin, vừa mát gan, giảm cân. Nước ép cần tây có vị ngọt đắng, tính mát, thanh nhiệt, mát gan, cải thiện thần kinh, nhuận phế chỉ khái, mát phổi cầm ho, trừ phong thấp, cầm máu, giải độc. Đây là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích, nhất là các chị em có nhu cầu giảm cân. Cần tây cũng là một nguyên liệu món ăn quen thuộc, có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Nước ép từ cần tây có giá trị dinh dưỡng như các loại rau, giúp hạ đường huyết. Nước ép cần tây rất giàu các chất flavonoid như apigenin, luteolin và phenolics có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào beta của tuyến tụy. Các tế bào này giúp cơ thể sản xuất insulin và điều chỉnh gluco. Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng hấp thu gluco ở gan và kích thích bài tiết insulin giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh đái tháo đường. Giảm cân. Theo nghiên cứu, một ly nước ép cần tây 240ml sẽ chứa 42,5 calo, 2g protein, 9,5 g carbohydrate, 5 giờ đường 8% canxi, 7% magie, 14% kali, 9% natri. Lượng dinh dưỡng này đủ để đáp ứng một phần nhu cầu của cơ thể hàng ngày. Người muốn giảm cân nên dùng nước ép không hoặc rất ít đường, kết hợp với chế độ ăn giảm tinh bột, đường, chất béo. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đồ uống này trong thời gian dài vì có thể dẫn tới thiếu hụt dinh dưỡng. Nước ép cần tây nên uống ngay sau khi ép và không bảo quản tủ lạnh quá 24 giờ vì sẽ mất giá trị dinh dưỡng, bị biến chất gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Giúp lợi tiểu. Rau cần tây chứa natri và kali giúp điều hòa chất điện giải trong cơ thể, giúp đi tiểu dễ dàng. Tuy nhiên, khi sử dụng nước ép cần tây, bạn đã bỏ đi chất xơ có lợi cho đường tiêu hóa. Vì thế nên cân bằng và đa dạng các loại thực phẩm để có dinh dưỡng đầy đủ. Cải thiện giấc ngủ. Cần tây chứa hàm lượng magie lớn, có thể làm dịu thần kinh, góp phần điều hòa chu kỳ giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn. Uống một ly nước ép cần tây mỗi ngày có thể giúp cải thiện rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, giúp tinh thần phấn chấn hơn. Cung cấp chất oxy hóa, ngăn ngừa ung thư. Cũng như nhiều loại rau quả khác, nước ép cần tây rất giàu các hợp chất chống oxy hóa như acid phenolic và flavonoid. Các hoạt chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, béo phì và cả một số bệnh ung thư. Đặc biệt, nước ép cần tây cung cấp độ ẩm và cải thiện làn da hiệu quả. Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống nước ép cần tây chính là trước khi ăn sáng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, buổi sáng trước khi ăn là thời điểm tốt nhất trong ngày để sử dụng nước ép cần tây. Uống nước ép cần tây nguyên chất vào buổi sáng giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, hạn chế chứng trào ngược dạ dày, đầy hơi. Nước ép cần tây chứa ít calo và nhiều chất xơ nên tạo cảm giác no lâu, rất hữu hiệu với người muốn giảm cân. Tuy nhiên, sau khi uống nước ép cần tây khoảng 30 phút, bạn vẫn nên ăn bữa sáng một cách khoa học nhằm đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho cơ thể. Nếu cơ thể phụ nữ có 6 dấu hiệu này, cảnh báo rối loạn nội tiết, tuổi thọ suy giảm. Ngày nay, rối loạn nội tiết tố là vấn đề sức khỏe mà nhiều phụ nữ phải đối mặt, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống từ tinh thần đến thể chất. Các nội tiết tố có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng và sức khỏe tổng thể, vì vậy bất kỳ sự mất cân bằng nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi cơ thể bắt đầu phản ứng với sự mất cân bằng này,
Nó thường phát ra những tín hiệu cảnh báo qua các dấu hiệu và triệu chứng rõ ràng. Đáng buồn thay, nhiều người thường bỏ qua hoặc không nhận thức được tầm quan trọng của những tín hiệu này, dẫn đến việc chẩn đoán muộn và can thiệp chậm trễ. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ khám phá 6 dấu hiệu cảnh báo về rối loạn nội tiết mà phụ nữ cần chú ý, giúp họ nhận biết sớm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị kịp thời, qua đó bảo vệ tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống. 1. Da xấu đi. Khi phụ nữ bị rối loạn nội tiết cũng có thể khiến da bị xấu đi, đặc biệt là da mặt. Ví dụ, khi xuất hiện các nốt mụn, mụn trứng cá và các bệnh ngoài da khác không thể giải thích được, rất có thể do cơ thể tiết quá nhiều nội tiết tố nam làm phá vỡ sự cân bằng của nội tiết tố trong cơ thể và khiến nội tiết bị rối loạn. Kết quả là tuyến bã nhờn của cơ thể tiết ra quá mức, khiến các nang lông bị tắc nghẽn, không có cách nào để loại bỏ các độc tố, rác thải trên da kịp thời, cuối cùng sẽ hình thành các đốm hoặc mụn. 2. Béo phì. Phụ nữ yêu làm đẹp sẽ luôn chú ý đến việc giữ gìn vóc dáng, nhưng đôi khi bạn béo lên trông thấy và không thể giảm được cân, thì cần lưu ý có thể là do rối loạn nội tiết trong cơ thể. Bởi vì bên trong cơ thể phụ nữ, nồng độ hormone tuyến giáp suy giảm đều đặn, có thể làm cho tốc độ trao đổi chất của tế bào cũng giảm theo. Khả năng phân hủy thức ăn kém khiến cơ thể không kịp tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Các chất béo dư thừa và các chất khác tích tụ trong cơ thể lâu dần sẽ gây béo phì. 3. Thường xuyên cáu gắt. Cơ thể có cảm giác mệt mỏi, buồn chán, thất vọng, lo lắng, stress. Sự căng thẳng tâm lý, áp lực, stress kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Có thể là do nội tiết tố nữ trong cơ thể bị mất cân bằng. Vì hàm lượng estrogen trong cơ thể quyết định quá trình sản sinh serotonin, loại hormone ảnh hưởng tới cảm xúc, trạng thái tâm lý, tinh thần của phụ nữ. Do đó khi serotonin giảm thì người phụ nữ dễ rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực kéo dài. 4. Mắc bệnh phụ khoa. Rối loạn nội tiết lâu ngày ở phụ nữ cũng rất dễ gây ra các bệnh phụ khoa khác nhau như kinh nguyệt không đều, bệnh về vú, nội mạc tử cung không bình thường. Điều này đòi hỏi phụ nữ phải đến bệnh viện khám chữa kịp thời, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của phụ nữ. Ngoài ra, khi chức năng tuyến giáp của bạn nữ bất thường, chẳng hạn như cường giáp hoặc suy giáp, cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong kinh nguyệt của phụ nữ. Vì vậy, điều này cần được đánh giá theo tình hình thực tế để đi khám đúng bệnh. 5. Chất lượng giấc ngủ kém. Nếu phụ nữ đang trong tình trạng mất cân bằng nội tiết thì rất có thể sẽ kèm theo chứng mất ngủ. Thường thì cơ thể rất mệt mỏi nhưng não lại hoạt động nhiều hơn, rất khó đi vào trạng thái ngủ, hay thường xuyên bị mộng mị sau khi ngủ, khó hồi phục thể lực khi bị suy kiệt. 6. Tóc bạc nhiều. Khi phụ nữ nhận thấy tóc trắng tăng lên đáng kể, điều đó có nghĩa là có vấn đề về nội tiết. Vì tóc trắng là một loại lão hóa sớm, nội tiết ảnh hưởng đến lượng hormone quyết định tốc độ lão hóa. Tóc bạc càng tăng càng chú ý xem nội tiết của bạn có bình thường không. Có thể thấy rối loạn nội tiết ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ. Để phòng tránh điều này, chị em có thể áp dụng những cách như sau. 1. Ăn nhiều đậu nành. Phụ nữ nên ăn thêm các chế phẩm từ đậu nành trong bữa ăn hàng ngày, vì các sản phẩm từ đậu nành chứa nhiều phytoestrogen, có tác dụng cân bằng hormone trong cơ thể. Điều này cũng có thể cải thiện sự mất cân bằng nội tiết. 2. Kiểm soát cảm xúc. Phụ nữ nên duy trì thái độ sống tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ bằng cách này mới có thể kiểm soát được sự lo lắng, căng thẳng và những cảm xúc tồi tệ khác, từ đó mới có thể giải quyết được tình trạng rối loạn nội tiết tố. 3. Tăng cường giải độc. Sự tích tụ các chất độc hại trong cơ thể là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra rối loạn nội tiết. Vì vậy, phụ nữ có thể uống nhiều nước và đi tiểu nhiều hơn để giúp cơ thể đào thải chất độc ra ngoài nhanh chóng, giảm tình trạng rối loạn nội tiết. 4. Tăng cường các môn thể thao ngoài trời. Tập thể dục ngoài trời có thể rèn luyện khả năng hô hấp của tim mạch.
Đồng thời tập thể dục ngoài trời cũng có thể làm tăng khả năng trao đổi chất của cơ thể và giúp duy trì sự ổn định nội tiết. Để có thể hoạt động khỏe mạnh thì cơ thể người phụ nữ cần phải có hệ thống nội tiết để tiết ra các hormone. Trong trường hợp nội tiết tố bị rối loạn sẽ gây ra rất nhiều các loại bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của phụ nữ. Sau đây chúng tôi xin gợi ý đến quý vị 4 loại thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố, chống lại u sợi tuyến vú. Phụ nữ nên tích cực ăn thứ đầu tiên. Trong y học lâm sàng, rối loạn nội tiết không phải là một bệnh cụ thể, mà là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh của hệ thống nội tiết của con người. Đối với phụ nữ, chức năng nội tiết bình thường sẽ giúp phụ nữ khỏe mạnh hơn, đồng thời cũng khiến phụ nữ trông đẹp hơn và tràn đầy sức sống hơn. Tuy nhiên, nếu phụ nữ bị rối loạn nội tiết sẽ gây ra nhiều khó chịu trong cơ thể, thậm chí là gây bệnh. Để cải thiện nội tiết tố nữ thì ngoài việc dùng thuốc, chị em có thể chăm ăn 6 thực phẩm để tăng cường estrogen một cách tự nhiên nhất, vừa bổ vừa rẻ ai cũng thích. 1. Bông cải xanh. Hầu như bông cải xanh cùng anh em của nó là súp lơ, cải bắp, cải xoăn đều chứa một lượng cao hai chất dinh dưỡng thực vật giúp phá vỡ chất chuyển hóa estrogen, chất có hại có thể gây ung thư vú. Điều này đã được các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ chứng minh vào năm 2008 rằng tiêu thụ 2 chén bông cải mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc ung thư xuống trông thấy. Ít người thích bông cải xanh vì hơi khó ăn, nhưng nó lại là nguồn cung estrogen tuyệt vời cho chị em. Bên cạnh đó, bông cải xanh cũng rất giàu canxi hỗ trợ phụ nữ giảm các triệu chứng đau bụng kinh, thay đổi tâm trạng, thèm ăn, mệt mỏi, cáu kỉnh và trầm cảm. Chỉ mất vài nghìn mua bông cải ăn, bạn đã giúp cơ thể thở phào nhẹ nhõm mỗi khi đến ngày đèn đỏ và tăng estrogen nhanh nhất. 2. Cá béo. Đừng vội thấy tên như vậy mà nghĩ chúng gây béo phì. Cụ thể, các loại cá béo như cá hồi, cá thu không chỉ giúp tim khỏe mạnh mà còn cân bằng lại nội tiết tố estrogen. Nhờ lượng omega 3 dồi dào, cá béo có tác dụng điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và ngừa hội chứng buồng trứng đa nang PCOS, thường là tác nhân gây rối loạn nội tiết. Hơn thế nữa, chất béo lành mạnh trong cá sẽ giảm kháng insulin và kìm hãm cơn thèm ăn hiệu quả. Có thể khẳng định rằng, riêng ăn cá cũng là cách để giảm cân và tăng cường estrogen hiệu quả mà không phải dùng thuốc. 3. Quả bơ. Bơ rất giàu beta-citosterol, một chất tự nhiên có tác dụng hạ thấp mức cholesterol xấu trong máu. Hợp chất này cũng giúp cân bằng hormone cortisol, đồng thời có thể giúp khôi phục lại nồng độ DHEA thấp, một hormone được sản xuất bởi tuyến thượng thận và giảm viêm do căng thẳng gây nên. Quả bơ nếu biết cách chế biến sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp giảm cân và tăng estrogen nữa đấy. Hơn thế nữa, bơ cũng chứa các dưỡng chất tốt cho da và kích thích sản sinh hormone nữ, giúp điều hòa hoạt động cơ thể. Quả bơ rất dễ ăn, chỉ cần cắt ra và dằm với một ít đường là xong. Để duy trì hiệu quả thì mỗi ngày bạn nên ăn nửa quả bơ là tốt nhất. 4. Đậu nành. Khi phụ nữ già đi thì mật độ xương, mức cholesterol và nội tiết tố sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay lúc này, ăn một khẩu phần đậu nành mỗi ngày sẽ giúp giảm cholesterol, giữ xương chắc khỏe và hạn chế bớt các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. Một nghiên cứu từ Đại học Illinois, Mỹ cũng cho thấy protein trong đậu nành có thể tăng quá trình trao đổi chất, kiểm soát cân nặng và hạn chế sự tăng trưởng của tế bào mỡ. Chị em có thể ăn trực tiếp đậu nành hoặc những chế phẩm khác như sữa, đậu phụ, tàu hũ cũng có công dụng tốt như nhau. 5. Sữa chua. Sữa chua là loại thực phẩm tuy quen thuộc nhưng có khả năng cân bằng estrogen tuyệt vời. Hầu hết sữa chua đều chứa nhiều protein cùng các loại vitamin B6, canxi giúp phụ nữ giảm mệt mỏi, cải thiện vóc dáng và nhất là thúc đẩy cơ thể sản xuất nội tiết tố nhanh hơn. Mỗi ngày chỉ cần bổ sung một hũ sữa chua là đủ làm đẹp da và cải thiện hệ tiêu hóa. Chị em có thể trộn sữa chua với trái cây và dùng như một món ăn vặt hoặc ăn sau bữa cơm một tiếng để hấp thụ toàn bộ dưỡng chất. 6. Khoai lang.
Ngày nay, khoai lang rất được nhiều người ưa chuộng trong các chế độ ăn kiêng, giảm cân vì chúng khá ít calo. Hàm lượng tryptophan trong khoai có thể cân bằng nội tiết tố, ức chế cortisol và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng. Cùng với đó, khoai lang còn chứa nhiều vitamin B6 giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tâm trạng. Hay còn gọi là estrogen, nội tiết tố nữ là tập hợp những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe con gái. Vào thời điểm dậy thì, estrogen đóng vai trò hỗ trợ cơ thể cao lớn và săn chắc hơn, tránh tình trạng mắc phải còi xương và thấp bé. Còn trong giai đoạn sinh sản mà thiếu nội tiết tố, chị em sẽ phải đối mặt với chứng rối loạn kinh nguyệt, dễ viêm nhiễm phụ khoa, nám da, đau đầu, tăng nếp nhăn và nhất là giảm khả năng thụ thai. Chính vì vậy, việc bổ sung nội tiết tố estrogen là điều nên làm để bảo vệ sức khỏe, bất kể ở độ tuổi nào. Ngoài việc sử dụng các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ, phụ nữ cũng cần tăng cường nội tiết tố thông qua bữa ăn, mà cụ thể là nhờ thực phẩm. Trên đây là những món ăn đơn giản, rẻ tiền mà hiệu quả tăng estrogen lại cao ngất ngưỡng, cần bổ sung hàng ngày. Bên cạnh việc bổ sung các thực phẩm có lợi, khi đang rối loạn nội tiết tố, chị em hãy tránh xa 5 loại thực phẩm này bởi nó sẽ khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. 1. Một số loại rau củ. Có một số loại rau củ như cà tím, ớt, khoai tây hay cà chua thường được các nhà khoa học khuyến khích ăn ở mức vừa phải bởi nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ dễ bị một số bệnh viêm nhiễm. Ngoài ra, một số loại rau họ cải như súp lơ, bông cải xanh hay cải xoăn có thể làm tăng triệu chứng rối loạn nội tiết hơn gấp bội. Nhìn chung, cả hai nhóm rau vừa kể trên đều có liên quan đến chứng rối loạn nội tiết tố nữ và bệnh tuyến giáp. Thế nên khi đang bị mất cân bằng estrogen, chị em cần hạn chế ăn nhiều những loại rau củ này để các triệu chứng xấu thuyên giảm đi. 2. Thịt đỏ. Về cơ bản, thịt đỏ thường chứa quá nhiều các chất béo bão hòa và hydro quá không tốt. Một khi đang bị rối loạn nội tiết, chúng sẽ ngăn chặn cơ thể sản xuất estrogen và làm trầm trọng hơn các triệu chứng đang mắc phải. Thịt đỏ tuy rất bổ dưỡng nhưng khi đang rối loạn nội tiết thì cần phải tiết chế lại. Nếu đang gặp vấn đề liên quan đến nội tiết, chị em cần phải tăng cường ăn trứng và các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ dây xanh, cá trích, cá cơm để thúc đẩy cơ thể sản xuất estrogen. Cả hai loại đều chứa đặc tính chống viêm và là nguồn cung cấp axit béo omega 3 cực tốt cho sức khỏe. 3. Các thực phẩm nhiều dầu mỡ. Thức ăn nhiều dầu mỡ chẳng những không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn gây ra những bất ổn trong hoạt động sản sinh nội tiết tố. Phụ nữ mang thai hoặc đang trong chu kỳ kinh nguyệt nếu ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn chiên rán dễ gặp phải các vấn đề nội tiết như tăng cân mất kiểm soát, căng thẳng, muộn. Bên cạnh đó, thức ăn nhiều dầu mỡ còn chứa nhiều axit béo khiến cơ thể tích trữ mỡ và phá vỡ các khối cơ. Nếu không hạn chế ăn, bạn sẽ dễ bị béo phì và mất kiểm soát hormone, từ đó làm tuyến giáp bị suy giảm chức năng, gây rối loạn nội tiết tố lẫn nhiều vấn đề không tốt cho sức khỏe. 4. Những chế phẩm từ đậu nành. Đậu nành cùng những người bạn của nó như sữa, đậu hũ được công nhận là tốt cho sức khỏe, nhưng khi chị em đang bị rối loạn nội tiết thì hãy hạn chế ăn. Nguyên nhân bởi trong đậu nành chứa các chất hoạt tính sinh học được gọi là phytoestrogen, một chất hoạt động y hệt estrogen trong cơ thể. Tuy nhiên, việc bổ sung estrogen từ thực vật sẽ khiến cơ thể bị nhầm lẫn với nội tiết tố tự nhiên và không sản sinh thêm estrogen nữa, khiến chứng rối loạn trở nên nghiêm trọng hơn. 5. Các sản phẩm từ sữa. Sữa cùng những sản phẩm từ sữa là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng có công dụng duy trì sức khỏe và vóc dáng. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, chúng sẽ gây mất cân bằng hormone trong cơ thể. Khi cơ thể đang bị rối loạn nội tiết thì sữa còn gây viêm ruột kích thích trầm trọng. Ngoài ra, các sản phẩm từ sữa còn tăng sản xuất bã nhờn và làm trầm trọng thêm tình trạng muộn. Hầu như chị em nào cũng đã nghe nhiều đến cụm từ nội tiết tố nữ estrogen và công dụng của nó. Về cơ bản, nó là một danh từ chung để chỉ ba loại chất E1, E2,
amoeba được tiết ra từ buồng trứng. Chúng được coi là nhân tố quyết định sự hình thành và phát triển của sinh lý và duy trì nét đẹp của phụ nữ. Nội tiết tố nữ estrogen là nhân tố hàng đầu quyết định đến những gì tinh túy nhất trong cơ thể chị em đấy. Estrogen được mệnh danh là nhựa sống tinh túy không thể thiếu cho cơ thể phái đẹp. Vậy nên một khi bị rối loạn, nó sẽ gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe như da nhăn nheo, khô âm đạo, giảm ham muốn, xơ tóc, giảm trí nhớ, tàn nhang. Để khắc phục tình trạng trên thì cách duy nhất chính là bổ sung estrogen cho cơ thể. Trong quá trình điều trị, chị em cần tuyệt đối tránh ngay năm thực phẩm này để nội tiết dần cân bằng trở lại. Nếu lỡ ăn phải sẽ dễ khiến nỗ lực bấy lâu bằng thừa. 5 loại thịt làm tăng huyết áp, kích hoạt ung thư nhưng người Việt rất thích vì thơm ngon. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng chế độ ăn uống cân bằng chất dinh dưỡng sẽ đem đến một cơ thể khỏe mạnh. Trong đó, thịt đóng vai trò rất quan trọng. Việc ăn thịt điều độ có thể bổ sung protein, ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin B12. Nhưng 5 loại thịt sau đây không chỉ có giá trị dinh dưỡng thấp mà còn làm tăng lượng đường trong máu và làm tổn thương mạch máu. Vì vậy bạn nên hạn chế ăn quá nhiều. 1. Thịt hun khói hoặc ướp muối. Trong danh sách các sản phẩm thịt chế biến, chẳng hạn như thịt xông khói, cá muối, thịt muối, xúc xích dăm bông và nhiều sản phẩm thịt khác, chúng đều được chế biến bằng nhiều kỹ thuật khác nhau như hun khói, sốt hoặc ướp muối để tạo nên hương vị độc đáo, nổi bật. Những sản phẩm này không chỉ mang lại sự thuận tiện trong việc mua sắm và sử dụng mà còn thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các sản phẩm thịt chế biến này cũng đi kèm với những nguy cơ đáng chú ý đối với sức khỏe. Tăng nguy cơ ung thư. Những loại thịt chế biến như thịt hun khói và thịt đã qua xử lý thường chứa nhiều chất gây ung thư như nitrosamine và benzopyrene. Những chất này xuất hiện trong quá trình chế biến và tiêu thụ liên tục có thể tăng nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Tăng huyết áp và tổn thương mạch máu. Các sản phẩm thịt chế biến thường có hàm lượng axit béo bão hòa và muối rất cao. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và cao huyết áp. Hàm lượng muối cao cũng góp phần làm tăng khả năng khó khăn trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, đặt người tiêu thụ vào rủi ro cao hơn về các vấn đề sức khỏe liên quan đến đường huyết. 2. Thịt nướng hoặc chiên. Nướng hoặc chiên thịt, cá mang lại hương vị thơm ngon, giòn mắt mà ít ai có thể chối từ. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của những món ăn này thường đi kèm với những nguy cơ đối với sức khỏe. Tăng nguy cơ ung thư. Trong quá trình nướng thịt, đặc biệt là thịt đỏ, các chất gây ung thư như benzopyrene có thể được tạo ra. Sự tiếp xúc thường xuyên với những chất này qua thức ăn có thể tăng nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư đường ruột. Đối với những người thích ăn thịt nướng, việc bọc thực phẩm trong giấy bạc trước khi nướng có thể là một biện pháp hữu ích để giảm nguy cơ này. Tăng lượng đường trong máu và tổn thương mạch máu. Thức ăn chiên rán thường chứa nhiều chất béo, và việc tiêu thụ quá nhiều chất béo có thể dẫn đến tích tụ axit béo bão hòa trong cơ thể. Điều này có thể gây xơ giữa động mạch và tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch. Hơn nữa, chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao còn tạo ra các hợp chất có thể làm tổn thương tế bào mạch máu, đồng thời gây trầm trọng tình trạng kháng insulin, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. 3. Một số nội tạng động vật. Nội tạng động vật như ruột vịt, phổi lợn, ruột già lợn, da cật thường đem lại hương vị độc đáo trong các món ăn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ chúng cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nguy cơ đối với sức khỏe. Hàm lượng cholesterol và purin trong nội tạng động vật tương đối cao, nên ăn càng ít càng tốt, đặc biệt là ruột, não. Cholesterol là một thành phần phổ biến trong nội tạng động vật, đặc biệt là trong gan động vật và máu động vật. Việc tiêu thụ quá mức có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, cũng như gây kháng insulin,
không có lợi cho kiểm soát đường trong máu và lipid máu, tăng lượng đường trong máu và làm hỏng mạch máu. Nội tạng động vật chứa cholesterol cao, dễ làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch và kháng insulin, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu và lipid máu. Tổn thương thận. Hàm lượng purin cao trong nội tạng động vật có thể dễ dàng làm tăng gánh nặng cho thận và làm tăng nguy cơ tăng axit uric máu, bệnh gút, ure huyết và các bệnh khác. Tuy nhiên, gan động vật và máu động vật cũng rất giàu vitamin và khoáng chất hòa tan trong chất béo như sắt và kẽm, có thể ăn 2 đến 3 lần một tháng, mỗi lần kiểm soát ở mức khoảng 25 gram. 4. Thịt mỡ. Có một số chất béo tiềm ẩn có thể bị bỏ qua, chẳng hạn như tóp mỡ, thịt mỡ kho tàu. Tổn thương mạch máu, thịt mỡ chứa nhiều axit béo bão hòa và cholesterol, ăn lâu ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tăng lượng đường trong máu, thịt mỡ chứa nhiều calo, nhiều chất béo, đơn chất dinh dưỡng, không có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giảm mỡ động vật có thể cải thiện tình trạng kháng insulin. 5. Da động vật. Ví dụ, da lợn, da gà, da vịt. Da của động vật cũng ngon nhưng người bị tiểu đường không nên ăn nhiều. Tổn thương mạch máu, da động vật như da gà, da vịt, da lợn có hàm lượng chất béo cao, ăn quá nhiều dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhiều tuyến bạch huyết, da cổ của gà, vịt và các loại da cầm khác là nơi tập trung các tuyến bạch huyết, có thể chứa mầm bệnh hoặc chất thải trao đổi chất. Những người cần hạn chế ăn thịt lợn nếu không muốn bệnh ngày càng nặng. Thưa quý vị, thịt lợn thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm của người Việt, đóng vai trò quan trọng để đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng trong chế độ ăn của con người. Thịt lợn là thực phẩm có chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng giữa các phần thịt lợn với nhau. Chính vì thế, tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình, người nội trợ nên chọn phần thịt phù hợp để chế biến. Nhờ đó, các thành viên vừa được thưởng thức những món ăn ngon mà còn có thể tăng cường sức khỏe tốt hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chất sắt có trong thịt lợn giúp tăng cường quá trình sản xuất năng lượng và để cơ thể có thể dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng khác. Trong khi đó, kẽm có trong thịt lợn thường có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức đề kháng giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật đến từ môi trường bên ngoài. Đối với những người quan tâm đến sức khỏe thì thịt lợn là một trong những món ăn phù hợp nhất. Nguyên nhân là do trong thịt lợn chứa hàm lượng cao protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa quan trọng cũng được tìm thấy nhiều ở thịt lợn. Vì vậy, nếu được chế biến đúng cách, thịt lợn rất tốt cho da, mắt, hệ thần kinh, xương và các hoạt động trí óc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe, thịt lợn lại không tốt cho những ai mắc bệnh dưới đây. Người mắc bệnh thừa cân, béo phì. Theo chuyên gia dinh dưỡng thì những ai mắc bệnh béo phì vẫn có thể ăn thịt lợn. Nhưng bạn chỉ nên ăn thịt nạc thay vì thịt mỡ. Nguyên nhân là bởi thịt nạc chứa nhiều protein còn thịt mỡ chứa nhiều chất béo dễ khiến cho bạn tăng cân hơn. Đồng thời, nếu ăn quá nhiều thịt mỡ sẽ dẫn đến chứng béo phì, tim mạch, mỡ máu gây hại cho sức khỏe. Người bị sỏi thận. Người bị sỏi thận cũng cần hạn chế ăn thịt lợn. Bởi loại thịt này rất giàu protein khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng hình thành các loại sỏi. Những người bị bệnh mỡ máu. Máu nhiễm mỡ là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu do nồng độ cholesterol và triglyceride trong máu cao là căn bệnh rất khó điều trị triệt để. Vì vậy, để kiểm soát bệnh, những người mắc bệnh hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều chất béo, cholesterol xấu như thịt, xúc xích, thịt xông khói mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ khoảng 140 gram thịt lợn. Người bệnh gút. Thịt lợn chứa nhiều đạm, người mắc bệnh gút không nên ăn nhiều. Bởi gút là bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến ăn uống. Vì vậy, điều trị bằng chế độ ăn thích hợp,
vừa giảm tổng hợp axit uric vừa tăng đào thải axit uric qua thận. Người bệnh vẫn cần ăn chất đạm động vật nhưng không ăn thịt lợn quá một lạng một ngày. Nếu ăn quá số lượng này, chất đạm sẽ khiến nồng độ axit uric quá cao trong máu dẫn đến lắng đọng các tinh thể urat hoặc tinh thể axit uric. Lắng đọng ở các khớp làm cho khớp bị viêm gây đau, lâu dần biến dạng cứng khớp. Người cao huyết áp. Trong thịt lợn có chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là người bị huyết áp cao. Vì vậy, những người đang mắc bệnh này thì không nên ăn nhiều. Người bị tim mạch. Do thịt lợn có thành phần đạm cao nên người bị tim mạch không nên ăn thịt lợn. Việc hấp thu quá nhiều chất sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu, từ đó gây ra nhiều thể bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ giữa động mạch, tai biến, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Người bị tim mạch cũng không nên ăn quá 50-70 gram một bữa. Đi chợ sắm Tết thấy thịt lợn có 4 dấu hiệu này chứng tỏ thịt bị ôi thiêu, nhiễm khuẩn, chớ nên mua. Thưa quý vị, thịt lợn là một trong những loại thực phẩm phổ biến, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, nó có thể gây hại cho sức khỏe. Thịt lợn là loại thực phẩm dễ chế biến, quen thuộc với mọi người. Hiện nay, nhiều người có thói quen tích trữ thịt trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, khi nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao. Thói quen này có vẻ rất tiện lợi, tuy nhiên, bảo quản thịt ở ngăn mát tủ lạnh trong thời gian quá dài có thể khiến thịt bị hỏng. Khi thịt lợn được bảo quản không đúng cách trong thời gian quá lâu, thịt sẽ bị giảm giá trị dinh dưỡng và hư hỏng. Thịt lợn bảo quản sai cách cũng có nguy cơ cao bị nhiễm các loại vi khuẩn. Các loại vi khuẩn này có thể gây ngộ độc, nhiễm khuẩn đường ruột, nôn mửa, tiêu chảy. Tất cả các thực phẩm, bao gồm cả thịt lợn đều chỉ có thể bảo quản trong tủ lạnh với một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nhiều người lại không quan tâm tới điều này. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, thịt lợn tươi nguyên miếng có thể hạn sử dụng trong 3-5 ngày nếu được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ 4 C. Thịt lợn xay tươi có hạn sử dụng tối đa 1-2 ngày nếu được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Đối với thịt lợn đã nấu chín, hạn sử dụng tối đa là khoảng 3-4 ngày khi được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra, khi mua thịt lợn về, nếu chưa có ý định sử dụng luôn, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đóng gói và bảo quản nó ngăn đông của tủ lạnh. Thịt lợn tươi hoặc đã nấu chín được bảo quản trong tủ đông có hạn sử dụng lên khoảng 4-6 tháng. Do đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe, mọi người nên lưu ý thời gian bảo quản và sử dụng thịt lợn. Ngoài chú ý đến hạn sử dụng của thịt, khi thịt lợn có những 4 dấu hiệu lạ sau, mọi người cũng nên dứt bỏ vì có thể thịt đã bị hỏng. 4 dấu hiệu lạ chứng tỏ thịt lợn bị hỏng. 1. Thịt có mùi lạ. Cách tốt nhất để xác định thịt lợn có hỏng không là ngửi mùi. Thịt lợn tươi sẽ không có mùi, nhưng khi bị vi khuẩn xâm nhập, thịt sẽ bốc ra mùi hôi. Chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết thịt lợn hỏng thường sẽ có mùi hôi hoặc chua, hoặc mùi tương tự như mùi amoniac. Thịt bị hỏng lâu ngày sẽ bốc mùi ngày càng nặng hơn. 2. Thịt có kết cấu lạ. Thịt lợn tươi khi chạm tay vào sẽ có kết cấu săn chắc, mềm dẻo và có độ ẩm nhất định, không bị nhớt dính. Thịt lợn bị hỏng đồng nghĩa với các protein trong thịt bị phá vỡ cấu trúc, khiến thịt bị nhớt. Do đó, chuyên gia khuyến cáo nếu thịt có dấu hiệu này, mọi người tuyệt đối không nên sử dụng để tránh gây hại cho sức khỏe. 3. Thịt có màu sắc khác thường. Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt và phần mỡ có màu trắng. Nếu thịt xuất hiện các mảng màu xám, xanh hoặc nâu và phần mỡ của miếng thịt chuyển sang màu vàng thì có nghĩa thịt đã bị hư hỏng. 4. Thịt xuất hiện nấm mốc. Nấm mốc là dấu hiệu nhận biết thịt lợn bị hỏng. Nấm mốc phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, thường xuất hiện ở các loại thịt đã hết hạn sử dụng. Nếu phát hiện nấm mốc trên thịt, bạn nên dứt bỏ miếng thịt ngay lập tức. Tiếp theo là những bộ phận cực độc hại của con bò.
giá rẻ như cho cũng không nên mua để ăn. Quý vị lưu ý, tránh mua phải dịp Tết. Thưa quý vị, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên ăn những bộ phận này của bò bởi nó có thể chứa nhiều chất độc hại, không tốt cho sức khỏe con người. Thịt bò là một trong những loại thực phẩm rất bổ dưỡng và được nhiều các chị em nội trợ lựa chọn để chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại thịt này còn được gọi là vua của các loại thịt đỏ vì thành phần của chúng có chứa rất nhiều protein chất lượng cao, vitamin và chất khoáng quan trọng cho cơ thể như B12, kẽm, sắt, taurin. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con bò cũng đem lại lợi ích cho cơ thể. Trong đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng phổi bò. Phổi bò là một bộ phận được đánh giá là tích tụ nhiều độc tố gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi ăn. Nguyên nhân là bởi phổi là cơ quan hô hấp chính của bò, có nhiệm vụ giúp lọc không khí nên rất dễ lưu lại nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Không những vậy, trong phổi có nhiều phế nang, nơi có thể dễ dàng bị tích tụ và lắng đọng nhiều các loại bụi bẩn. Và khi ăn vào, con người cũng sẽ có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng vào người gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Gan bò, bộ phận giàu chất dinh dưỡng này được sử dụng làm món ăn chính ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, gan bò lại chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Bạn chú ý ăn gan bò ở mức độ vừa phải để tránh dư thừa cholesterol, chất độc hay kim loại nặng gây tổn hại sức khỏe. Gan bò rất giàu đồng, tuy chất này vô cùng quan trọng nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đồng có thể dẫn đến ngộ độc đồng. Chưa kể, quá nhiều đồng còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như mất hồng cầu, suy thận, suy tim, bệnh gan, tổn thương não. Đôi khi gan bò cũng chứa lượng kháng sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Dư lượng kháng sinh tồn tại trong thực phẩm có nguy cơ dẫn đến kháng kháng sinh, gây sốc phản vệ, phản ứng dị ứng, sự gián đoạn trong quá trình phát triển phôi thai hoặc một số loại ung thư. Da bò. Nhiều người thích ăn da bò mà không biết đây là món khó tiêu hóa. Về nguyên tắc, da động vật cũng là một loại protein nhưng không có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, da bò có hàm lượng dinh dưỡng cực thấp nhưng lại có nhiều rủi ro như ăn phải da bò bẩn gây rối loạn tiêu hóa. Vì thế, chuyên gia khuyến cáo hạn chế ăn da bò cũng như các loại da động vật khác. Điều này đúng cho tất cả mọi người, dù là nam hay nữ, già hay trẻ. Một số lưu ý cần tránh khi ăn thịt bò. Ăn thịt bò vào buổi tối, không ít người thường lựa chọn thịt bò dành cho bữa tối để có thể kiểm soát cân nặng một cách tốt hơn. Nhưng với hàm lượng sắt dồi dào có trong thịt bò sẽ khiến cho gan phải hoạt động hết công suất, trong khi lúc này là thời gian mà gan của bạn có nhu cầu được nghỉ ngơi. Từ đó, dẫn đến việc làm nhiều đồng hồ sinh học của gan và dẫn đến một hậu quả khôn lường là đường trong máu tăng bất thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đái tháo đường và nhiều loại bệnh mãn tính khác. Ăn thịt bò tái. Tuy thịt bò tái có hương vị rất ngon và tươi nhưng bạn cũng không nên ăn thịt bò tái quá nhiều. Bởi nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc sáng thâm nhập cơ thể do việc chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển không đảm bảo vệ sinh. Cần thực hiện ăn thịt chín, chọn kỹ nguồn gốc trước khi chế biến. Ăn khi có vết thương hở, thịt bò là một trong những loại thực phẩm không tốt cho quá trình làm lành sẹo. Tuy những dưỡng chất trong thịt bò rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng lại có thể làm cho vết thương bị sậm màu hơn và khi lành sẽ rất dễ gây nên sẹo lồi. Ăn khi đang điều trị nám, tàn nhang, nếu bạn đang bị nám mà sử dụng thịt bò sẽ khiến nám lây lan nhanh hơn. Ăn cùng thủy hải sản, nếu bạn dùng thịt bò cùng với hải sản sẽ tạo ra sự kết tủa muối. Dạng muối này không những cản trở hấp thu phốt pho mà còn làm giảm tốc độ hấp thu canxi. Uống nước chè sau khi ăn thịt bò, trong các loại chè có nhiều acid tannin, khi kết hợp với protein của thịt bò sẽ ngăn cản hấp thu hầu hết vi khoáng như sắt, kẽm, đồng còn làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột khiến ruột tích tụ nhiều chất có hại, dễ bị táo bón. Mua miếng ăn Tết dứt khoát đừng chọn loại có dấu hiệu này vì dễ là miếng tẩy trắng, nguy cơ nhiễm độc chì, ung thư.
đi chợ mua miếng, đây là dấu hiệu mà các bà nội trợ không nên mua. Đây là loại miếng tẩy trắng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Ngoài hai loại thịt được kể đến như trên, các mặt hàng như bánh kẹo, măng khô, bún miếng là thứ được bà nội trợ tìm mua nhiều nhất. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm cuối năm là câu chuyện miếng tẩy trắng lại là chủ đề được mọi người quan tâm. Bởi lẽ, quy trình sản xuất miếng ở nước ta còn khá thủ công. Để miếng trắng đẹp, ngon mắt hơn, nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng hóa chất để tẩy trắng miếng. Cách đây vài năm, một phóng sự do An ninh TV thực hiện đã lật tẩy quá trình sản xuất miếng bẩn tại Dương Liễu, Hoài Đức. Bột làm miếng được ngâm trong các thùng phi rỉ sét, ố vàng. Trong quá trình phơi khô, miếng được bày la liệt trên mặt đất, dưới cánh đồng, lề đường, nơi vi khuẩn, bụi bẩn tập trung rất nhiều. Theo người bán tiết lộ, miếng thường được tẩy trắng để phù hợp với thị hiếu khách hàng. Nếu muốn làm miếng màu trắng thì cần kết hợp nhiều loại, bao gồm thuốc tẩy trắng của Ý, bột thuốc tím và axit loãng. Các hóa chất này không chỉ giúp cho miếng được trắng đẹp mà còn góp phần giúp miếng được dai ngon hơn. Người bán chia sẻ, làm mà không có tẩy axit và thuốc tím thì miếng bở lắm, phải có chất tẩy miếng mới rửa sạch được chất bẩn. Nó như là xà phòng giặt quần áo. Thực tế, quy trình sản xuất miếng nhuộm màu hoặc tẩy trắng như thế này không phải lần đầu được phát giác. Trước đây, dư luận từng thảng thốt trước những thông tin làm miếng bẩn tại Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội. Theo một chủ sản xuất miếng tại đây, màu gốc của miếng xịn thực tế là màu trắng đục, còn những màu khác đều là màu nhuộm. Những người bán ở đây không bao giờ sử dụng chính loại miếng mình sản xuất ra, thậm chí phải đặt riêng một loại miếng không tẩy rửa, không phẩm màu để sử dụng. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc các cơ sở sản xuất sử dụng hóa chất để làm trắng miếng không phải là chuyện mới. Những chất này khiến người ăn phải đối mặt với nguy cơ ngộ độc mãn tính, khi chúng tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ tạo điều kiện để bệnh ung thư hình thành. Đáng nói, ngày nay trên thị trường không chỉ có miếng tẩy trắng mà còn có miếng nhuộm hóa chất, mang màu vàng trông vô cùng bắt mắt. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh đánh giá rất có thể người bán đã sử dụng bột sắt để nhuộm màu vàng cho miếng. Nếu như bột sắt được tinh chế tinh khiết sẽ không gây độc, nhưng nếu loại bột này còn tồn đọng oxit sắt thì hoàn toàn có thể khiến người ăn bị nhiễm độc kim loại như chì, thủy ngân. Những chất độc này rất khó kiểm soát và gây hại cho người sử dụng, gây tổn thương gan, thận, hệ thần kinh. Mua miếng ăn Tết dứt khoát đừng chọn loại có dấu hiệu này vì dễ là miếng tẩy trắng. 1. Miếng vụn nát, khô giòn. Miếng tẩy trắng đã qua hóa chất nên dễ bị vụn nát, khô giòn, các sợi miếng không đều hay dính vào nhau. Sợi miếng nguyên chất 100% sẽ có độ trong, quánh, thơm và sạch. Các sợi miếng nhỏ, độ dài đều nhau, suông thẳng. 2. Miếng nhanh nát. Miếng đã qua hóa chất dù có màu đẹp, giòn dai nhưng để lâu nhanh nhũn, sợi bớt lại. Miếng sạch sẽ dai, nấu lên để lâu cũng không bị nát. 3. Miếng có màu trắng khác lạ, không có mùi thơm tự nhiên. Miếng sạch có màu trắng đục, xám đen. Ngược lại, miếng tẩy hóa chất sẽ có màu trắng tinh. Cũng vì đã được ngâm tẩm quá nhiều chất tẩy trắng, chất nhuộm màu nên sợi miếng khi ăn sẽ không cảm nhận được vị thơm ngon tự nhiên của nguyên liệu, mà thậm chí còn có mùi hôi lạ, mùi hóa học do dư lượng hóa chất tạo nên. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi những dấu hiệu bất thường cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu vitamin nghiêm trọng. Đôi khi chúng ta bỗng nhiên bị rụng tóc, chảy máu cam, giảm cân, chán ăn, mệt mỏi. Đó có thể là những triệu chứng khi cơ thể thiếu một loại vitamin nào đó. Vitamin là những chất hữu cơ giúp duy trì sức khỏe và có vai trò trong việc điều hành chức năng của các cơ quan. Có 13 loại vitamin: vitamin A, C, D, E, A, B1, B2, B3, phương pháp, B5, B6, B12, folacin, B9 và biotin, B7.
Vitamin được chia làm hai nhóm. Nhóm hòa tan trong chất béo gồm các vitamin A, D, E và K. Nhóm hòa tan trong nước gồm vitamin C và các vitamin nhóm B. Phần lớn vitamin rất dễ bị hủy hoại bởi nhiệt độ và ánh sáng, vì vậy cần bảo quản thực phẩm bằng ướp lạnh, tránh nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh. Vitamin có vai trò quan trọng đối với sự sống như tham gia cấu tạo tế bào, điều hòa hoạt động của tim và hệ thần kinh, tăng cường thị lực của mắt, tham gia chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Vì thế khi cơ thể bị thiếu vitamin sẽ phát ra những tín hiệu rõ rệt cho bạn biết rằng mình cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Mệt mỏi. Một trong những triệu chứng thiếu vitamin phổ biến nhất là mệt mỏi hoặc cảm thấy yếu và mệt mỏi. Nhiều thứ có thể gây ra điều này. Điều này gây khó khăn cho việc phân biệt các triệu chứng bắt nguồn từ thứ khác, chẳng hạn như thiếu ngủ. Mệt mỏi mãn tính không biến mất cho dù bạn ngủ hay nghỉ ngơi bao nhiêu có thể là dấu hiệu thiếu vitamin. Mệt mỏi báo hiệu sự thiếu hụt vitamin D, vitamin B3, sắt, folate, vitamin B12. Rụng tóc. Rụng tóc là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu B7, biotin. Giải pháp để tăng cường và bổ sung B7 là hãy ăn nhiều hạnh nhân, đậu nành, khoai tây, nghiền hoặc nướng và chuối. Chuột rút. Chuột rút thường xuyên là dấu hiệu cho thấy cơ thể thiếu canxi, magie và kali. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chơi nhiều môn thể thao vì khi bạn đổ mồ hôi sẽ mất đi nhiều khoáng chất. Để cải thiện tình trạng này bạn nên ăn thêm các loại hạt như hạnh nhân và hạt phỉ, bí ngô, chuối và táo. Phát ban trên mặt. Thiếu vitamin B7, biotin dẫn đến tình trạng phát ban trên mặt. Cơ thể chúng ta dự trữ rất nhiều vitamin tan trong chất béo như vitamin A, E, K, D, nhưng các vitamin nhóm B cần được bổ sung liên tục. Trong trường hợp này, bạn nên bổ sung chất dinh dưỡng bằng những loại thuốc. Ngoài ra, bạn có thể tăng lượng biotin hấp thụ đơn giản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của mình như ăn nấm, khoai tây, phô mát, trứng luộc, rau bina và súp lơ. Tê tay chân. Tê tay chân là dấu hiệu cho thấy cơ thể không đủ chất vitamin B6, B12 và B9, acid folic. Những vitamin này ảnh hưởng đến việc sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh cần thiết cho việc vận chuyển oxy đến các tế bào. Cách khắc phục là ăn nhiều đậu, cam quýt, hải sản và thịt gia cầm. Nổi mụn thịt ở hông và tay. Mụn thịt xuất hiện do thiếu vitamin A, D và axit béo. Để cải thiện tình trạng này hãy cố gắng giảm lượng chất béo chuyển hóa. Bạn nên ăn nhiều cá hồi và các loại hạt. Đừng quên bổ sung vitamin A trong các loại rau củ như cà rốt hoặc ớt đỏ. Vàng mắt. Vàng mắt là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin B12. Những người có dấu hiệu này cần bổ sung nhiều nguồn vitamin hơn trong chế độ ăn uống của bạn. Có nhiều B12 trong gan bò và gan gà, sữa, cá hồi, cá ngừ và thịt cừu. Ra mồ hôi trộn nhiều, rụng tóc dành khăn ở trẻ nhỏ. Thiếu vitamin D gây rối loạn hấp thu canxi và phốt pho, có thể gây ra những biểu hiện cấp hoặc gây rối loạn lâu dài ở hệ xương răng của trẻ em cũng như còi xương, chậm liền thóp, hỏng men răng, loãng xương ở người lớn. Đặc biệt khi thiếu canxi và vitamin D sẽ gây ra tình trạng nhiều mồ hôi trộn, rụng tóc dành khăn và ngủ không yên giấc ở trẻ nhỏ. Thực phẩm giàu vitamin D có trong sữa, dầu gan cá tuyết, lòng đỏ trứng, quả bơ. Tắm nắng cho trẻ là biện pháp tổng hợp vitamin D hữu hiệu nhờ tác dụng của ánh nắng mặt trời lên da. Vì vậy nên cho trẻ tắm nắng 10 phút mỗi ngày vào lúc sáng sớm, 2 đến 3 lần một tuần. Hay chảy máu mũi, lâu lành vết thương. Người thiếu vitamin K có khả năng khó cầm máu khi chảy máu mũi, có vết thương hở, lâu lành. Hoặc vết thương do khả năng đông máu giảm. Các thực phẩm có thể bổ sung nguồn vitamin K là rau lá xanh, hoa quả. Ngoài ra vitamin K có trong ngũ cốc, trứng và một số loại thịt. Cuối cùng, nhận biết và đối phó với tình trạng thiếu hụt vitamin không chỉ đòi hỏi sự chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày mà còn cần có sự can thiệp từ việc bổ sung thực phẩm.
vitamin và khoáng chất cần thiết theo lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Việc cân nhắc đến việc thực hiện các xét nghiệm sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm và ngăn chặn các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.